បាទប្រិយមិត្តទូនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះសម្ដេចបានធ្វើដំណើរមកផ្នែកបាទខាងនេះបាទហើយដោយដែលទូនិកជនបានជ្រាបហើយថាក្រុមការងារគឺបានបញ្ចប់ហើយនៅការរុករកក៏ដូចជាស្រាវជ្រាវដល់ក្រុមឥឡូវនេះសម្ដេចបានធ្វើនៅសន្និសីទសារព័ត៌មានបាទទូនិកជនឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញទូនិកជនតាមដានទស្សនានៅស្បតសម្ភាររបស់សម្ដេចដេជោនរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយបងប្អូនអ្នកសាស្ត្រខ្ញុំមិនជាប់ភារកិច្ចទៅប្រជុំអាស៊ាននៅទីក្រុងបាងកកទេខ្ញុំពិតជាមានវត្តមានតាំងពីព្រឹកថ្ងៃកើតខែខែនោះម្លេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចនឹងពន្យាពេលបាននឹងផាការប្រជុំទៅចូលរួមប្រជុំអាស៊ានបានទេតែនៅក្នុងពេលប្រជុំអាស៊ាននោះខ្ញុំបានឆ្លងឆ្លើយជាប់ជាមួយអាដាមអភិបាលខេត្តយើងនេះជាមួយប្រធានក្រុមការងារសៃសំហាជាមួយអគ្គវិទ្យាការកងតបពលវិសេសនិងជាមួយអភិបាលក្រុមសុកលេងយើងបានទទួលព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ហើយប្រនិបត្តិការសងគ្រោះបែបនេះគឺជាលើកដំបូងដែលយើងកើតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងតែជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះអរគុណនិងកោតសរសើរចំពោះកម្លាំងទាំងអស់ដែលបានខិតខំចូលរួមនៅក្នុងប្រនិបត្តិការសងគ្រោះគ្រប់គ្រងនិងសងគ្រោះនៅទីនេះ
hay nữa cứ chỉ cả khát khom môi bậc nguyên cả khát khom tê sống vây tay mà nút vi nè trông cơ ngôn nị và màn màu còn màn hai nguyên chỉ vật rô riêng nguyên chỉ vật bàn phò cũng bất chỉ ho con chỉ phun nè để bàn chù kèm nè để bàn chù luôn đây cũng lăng to kèm nè để bàn chù luôn đây sầm phê rè bà đề kha có đôi chỉ cả đôi chỉ đôi sau cô nâng sầm man để chết đau từ lung từ ly là bao phải chịu bao lâu cô phải tập chậm nha cô phải đá bạc nội yêu bài nơi cả phải chịu để bàn bằng hang vì sao mà kinh khiếp nâng à lo à lai sau sau đây cho cô chuyên đôi chuyện cho bọn như khiêm bất chân miên hà rong khiêm miên hà rong thà và chỉ chuyên là bọc xong bất chỉ ruột nơi ruột nâng bản tâm hoa này lại thì quê giả lọc mọc khi tì cọng bà co khi ông mần sọc chết thì khi ông trai phương ở nào mà căn tì ni mà đó tì ni hả rõ rồi bọc xong chân tha nguyên là nút nơi ruột ni hạ đôi chiêu bình nhiên mùi đã bạp ở bàn trong đầm mà nên nên là thằng hoa đi hai chú ra bàn hỏi nơi khăn ông chúng tôi không sắp tới bàn đâm hợp phí để không mà chết pháp hợp phí chủng nói đại hai miên mà lúc nào luôn hay mà lúc nào luôn lúc có miên bàn quyền chẳng mẹ sau này là cầm lương đi bàn bắt đầu nơi mê riêng pháp dư hay mê riêng luôn trở tay bệnh chưa ai chú mắt hàm phí ca từ tuôn khỏi trời rồi bỏ rộng rộng bỏ sở mặt ở cây hơi rưỡng đi khi ông khơi tham miên ca chắc lại vinh nơi ở vinh đặc khi ông ba nỉ dư chia xa thường nặng nơi vê thì ca mùi chủng đuốt sau đây phí ca đại tha miên cho bắt sang xong có trái ban sang xong kê sang xong hơi từ bạc kê kê mặt sắc khi ông cua tới pháp thả ta ẩm na cho rớt về nơi cái này nè về nơi cái này nè tục ơi nè sang xong mà thư chủ ai khét mà thư chủ ai không mà thư rớt mà tay người lo chịu đôi chứ này vì cái này thì ta không nên ca lướt lên nào mùi bàn thì bọn giàu lướt đi đó mê riêng hơi dư hầu dương ban chắc tăng khả năng cầm mà ca mui để đi đảm bay trút từ nước sông nông tập nông đào đào một khoản để vô làm đây chưa sập ra có phần tay nữa còn tay chưa ăn ca này bị u bài thì đám chưa sập ra tay tay riệp trong nét phải chơi cái gì bất bạc con đảm bay nghiêng sầm mắt được kiếp vui tầm lấy bất bạc con từ lơ sầm nông từ họ đã cùng vuông sang sòng trở phá nè ná đại công viên cho bác chan sọc trở tới phá tầm hò màn hát ở nơi cả nơi bèm như cả làng dân dương màn trăm bách thua ở nhà thô dương màn trăm bách không có ra tì rồi sân bờ dương màn hát miên sở mặt tập hiếp ràng sắc nơi ca co sang bèm ở nát thơ bà tay bèm nịp ai rầm dương mình bán tập thua sắc tổ tuôn khó trở làm bi khổng học lưu cả hàn ở vọt sầm mắt tập tiếp sầm mắt tập cách cho bọc con còn bàn sông lia lên trên bi đồ này chia hạ bình bạc hẹn bằng hai bị ca tổ tuôn khó trở và rộng bỏ ở nhà thô nơi chỗ phụ mục và chỉ bỏ rộng cam bình chỉ phần mê này mình đã khắc cho người cực cho người nị dây tới bị rước đọ chặt bị bên miên tới cả cả làng tiêm tia đọ dồn miên trong cả ban chơi to từ lát từ vinh bên nên mạnh mẽ chưa bên nị dây bị rước đọ nị dây bị rước đắc nị dây bị rước thành tăng tê nị dây bị rước xong cua chỉ viên mà nô rước đọ rước đắc cứ công ta cái thơ đi
ก็ผลใจเนี่ยได้จ้องรู้ใจคล้ายรู้ใจใช่ประชาชนบดยุนมินตั้งไปเพื่อจับรางตาหนาดึกน้อมยึดเนื้อการนี่เนี่ยดึกน้อมยึดเนื้อการปุ๊บประกอบคือยุนมินดึกน้อมในที่บัญชีเลือกกำลังประวุฒิแต่มาในที่นี้แต่มาในที่นี้จึงได้ออกคนในดำยุนมินตัวไปทำเมียนปัญหาว่าขาดแต่ดำเตยตัวตุลคอเตยจบพวกบุกไปชิจุนหายสมเลงปีตรงไหนยืมบานรีบจองในกิจการปฏิบัติการมวยนี่หายได้ต้นยาการกับนักตรัมธามาเพย์ผมไปเนี่ยบานสลับนั่งมาเพย์ผมมวยเนี่ยรอมระบุน้องจงน้องผมมวยมาเพย์ผมมวยเนี่ยนู้คือเมียนปมวยเนี่ยได้เยอะบานซองครัวเจงปีกับดอกบักใบหายเจียบไปเสะคือจำนวนเนี่ยได้เนื้อขังกราวเนี่ยกราวปีเนี่ยได้เนื้อต่างหากในบานคืนหายถ้าคือยังเมียนหารอมมวยใช่ปะขนมเจ็ดค้าคือเมียนเนี่ยในรูหายจำบานจูบปูเกินในขนมร้านหายจำจะตามดอนเหมือนที่เป็นนั่งจูบจมวยนั่งเนี่ยในขนมเหมือนที่เป็นยังปัจจัยสลายสนองจมูกนั่งเอาไว้แต่บานการไล่สำหรับชีวิตตัวบอกเป็นชีวิตวรรณยืนหายเจียวพิเศษเนี่ยแต่บานสลับกับพวกมาได้ไอ้เลยโกนโกนตัวบอกเกิดเราไปชมจมูกนั่งการลำบากตัวใบตึกลอยประมาณก็ได้มันอายสมัยจมูกนั่งชีวิตของบานที่ก็คนไทยยืนก็ตรึกคัดคอมดอสไรปัญหาสำหรับโกนๆต่างหลายได้ปุ่มไรบานสลับขยงทรงโยอาการนี้ออกคุณจะมุ่งสับระชุนนี้นี้ระบานบริจาคสำหรับเนี่ยแต่ตัวตัวมรณะพิเศษไฮนึงเนี่ยแต่ตรึกบุปีที่กรมบางก็เขียนบานบัญชีตั้งประมาณเกือบเมาดับปียุบดามใบหนึ่งบัญชีหนึ่งเทวิกาสำหรับสมเนี่ยจำนวนหมื่นเดือนละหายนั่งสำหรับเนี่ยระบุโดยจีบตรามเลียนดีตรามเลียนดีปัญไดเราทราบก้าวที่วันนี้ระบอกชมคือทำบันมันยังบานบัดแทนจมูกยังเนี่ยระบุเราเหมือนซองกรงบนนี้ประมาณมาตราบานแต่ตัวใบเมินเท่าไรไอจะพูดซักซอบบ่ยังกึศทำปีจมูกพระจมูกคือนั่งแต่ตัวบันแทนมันติดเชี่ยงผมวยเมินเท่าไรขนมมันเตี้ยเชี่ยงผมวยเมินเท่าไรสารธรรมริตรีไอยังหนึ่งตรากุศรวยหายไปบอกชมอันปีทั้งไงนี่ที่ไปสกัดกรรมปิเศษหายเชี่ยอนุปเทียนกันนักกรรมการกรุบกรอบเชี่ยกรุบกรอบเชี่ยอาเกศคือปีที่กรมบางก็เขี่ยมันบ้านแต่ตัวระบายกรรมนามุ้ยอันปีก่อนในเวลาเมาประมาณเชี่ยดอกยุบบนใจบนตาปีกรมบนชอบก้าประจุหายด้วยขยมบานไว้สู้ทำเป็นนี่ไอ้รำเนื้อไอ้หน้าธรรมดาเนี่ยได้แจ้งเล่งวอทอัพเทเลกราฟหรือก็ใช้กันนะใครบ้าคืนสัญญาสู้เฮ้ยบ้าคืนเฮ้ยคือมีสัญญาลบถ้าบ้านคืนเฮ้ยประเดี๋ยวก็ได้บัตรตลอดตัววิ่งขยมสู้มาให้ดำยนต์มินถ้ามันคืนไอ้ดำยังมาดาที่ขยมสู้เตอไอ้ดำใส่สมาก็มันบานคืนได้ขยมให้ตู้รับตัวก็มันตัวตู้ตู้รับที่ขยมบานปรับเตอจมูกอบปานิโยรอนไปประจำการบนเชิญหอยตามรอกยังมาดาตาเนื้อหน้าเปิดดิป
ោះនេះជាបញ្ជាប្រណិប័តការអំពីកម្លាំងសរុបរាប់ទាំងកងកម្លាំងប្រអាវុធផងម៉ោងប្រមាណជា2គឺអាដាមវិនឈិនបានរកឃើញហើយរុញគាត់ឲ្យមកទីនេះក្រោយម៉ោង5ភ្លឺខ្ញុំទទួលនៅទីក្រុងបាងកករបាយការណ៍ដល់វិញបានខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំមិនចាំបាច់រីកាអញ្ចឹងទេខ្ញុំមានការយោគយល់ខ្លាំងណាស់ម្សិលមិញពេលដែលខ្ញុំមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំសួរថាអាដាមនៅឯណាពិតប្រាកដថានៅហ្នឹងអញ្ចឹងបានជានៅទីនោះខ្ញុំនិយាយអំពីការមិនទទួលខុសត្រូវនិងការពូតកុហកខ្ញុំមិនអាចឲ្យទុកឲ្យមន្ត្រីណាមួយនៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាពូតកុហករបៀបនេះតទៅទៀតខ្ញុំសូមថ្កោលទោសដល់មើងម៉ាត់ប៉ុន្មានហើយខ្ញុំយោគយល់ហើយនេះក្រន់តែដកចេញពីសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយទុកឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាមិនពេញចិត្តខ្ញុំក៏ដកចេញជាបន្តទៀតខ្ញុំសោកស្ដាយប្រសិនបើមានប្រតិបត្តិការពេញទំហឹងយើងនឹងអាចរកលើការជាក់ស្ដែងខ្ញុំមកដល់ទីនេះក៏វាមានប្រយោជន៍មួយចំនួនទោះបីខ្ញុំមិនចូលរួមប្រឡូកតលក៏មានប្រយោជន៍មួយចំនួនក្នុងការផ្ដល់ការមតិរອບទាំងការយកសម្ភារៈពីកន្លែងនេះពីកន្លែងនោះកងវិស្វកម្មនិងពីអដែងបច្ចេកទេសពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងមកដោះស្រាយដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានបន្តែកបណ្ដោយខ្ញុំមិននឹកស្មានហើយខ្ញុំគិតថាបទពិសោធន៍មួយនេះបើទោះបីជាមនុស្សត្រឹមតែ 2-3 នាក់ក៏ត្រូវតែមានអ្នកទទួលក៏ត្រូវចុះទៅដល់ទីកន្លែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅនឹងកន្លែងខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងហើយរឿងនេះកាលពីដំបូងយើងធ្លាប់ឮតែលើបាក់អាគារនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅឥណ្ឌានៅចិននៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងយើងធ្លាប់ឮនៅប្រទេសផ្សេងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនធ្លាប់ឮនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបបាក់ក៏បាក់អាទិញអាទូចតូចតាចមិនដែរក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាការបាក់អាគារមួយតែយើងត្រូវមានប្រតិបត្តិការមួយដ៏ធំប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ម៉ោងនេះយើងបានបញ្ចប់យើងនៅសល់តែការសម្អាតការដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងមិនតាន់បញ្ចប់យើងសម្អាតការដ្ឋានប៉ុន្តែយើងមិនតាន់បញ្ចប់នៅការស្រាវជ្រាវដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅការទទួលខុសត្រូវនោះទេសំណងមានច្បាប់ឬអត់ច្បាប់ហើយវានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបែបណាបានវាកើតមានរឿងបែបនេះជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណទាំងអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់នៅសារព័ត៌មានផ្ដល់ជូនសាធារណជននៅព័ត៌មានទាំងឡាយដែលមានការវិវត្តពីការដ្ឋាននេះតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំចង់ទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរមកខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៅពេលខាងមុខក៏ដូចជាកន្លងទៅនេះតើមានអ្វីជាសំណួរសម្ដេចមិញសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាជាបទពិសោធន៍កន្លែងនេះកើតមានរំបងហើយឃើញថាដល់តែសម្ដេចមកទើបបានវិជាកម្លាំងហើយទាញយកកម្លាំងមកពីនេះគណោះអីទៅដើម្បីប្រតិបត្តិការហ្នឹងមានភាពរហ័សអញ្ចឹងយើងបានមើលឃើញថាភាពចន្លោះប្រហោងភាពខ្វះខាតនៃប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះគឺពិតជានៅមានអញ្ចឹងសម្ដេចនឹងមានការគិតគូរថាឥឡូវនេះយើងមានដូចជា7-11ជាក្រុមសង្គ្រោះដែលមានជំនាញនឹងទទួលបានការវឹកហាត់អញ្ចឹងតើរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ផ្ដើមគិតគូរថានឹងបង្កើតក្រុមប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបែបនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យមានកម្លាំងកាន់តែច្រើនដែរទេសម្ដេចបាទនោះហើយជាមូលហេតុដែលដកញឹមវណ្ណាញឹមវណ្ណាបានទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះហើយញឹមវណ្ណាពូកែណាស់ក្នុងការនិយាយ
ប្រើវិធានការសរុបកម្លាំងសរុបស្អីស្អីក៏សរុបប៉ុន្តែពេលដែលមានការគឺបណ្ដាដេកនៅឯខេត្តកពតជាមួយនឹងស្រីណាមិនដឹងទេខ្ញុំមិនយល់តាមប្រពន្ធឬក៏ស្រីអាហ្នឹងខ្ញុំមិនយល់ប៉ុន្តែគាត់ដេកនៅខេត្តកពតក្នុងពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អកុសលនៅខេត្តប្រសិទ្ធនោះការវឹកហាត់កម្លាំងមិនមែនបានតែគេថាទៅនឹងចាប់ផ្ដើមទេកម្លាំងយើងបានវឹកហាត់យូរហើយក្នុងប្រតិបត្តិការសងគ្រោះតែបញ្ហាសំខាន់ត្រង់ហាមេដឹកនាំវាមិនព្រមចេញមកបញ្ជានៅនឹងការដ្ឋាននេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់យើងបានវឹកហាត់រាប់ទាំងវឹកហាត់សងគ្រោះទៅលើបញ្ហាការលិចនាវាទៅលើបញ្ហាការធ្លាក់យន្តហោះនិងទៅលើបញ្ហាដតីទៀតច្រើនណាស់អស់លុយមិនតិចទេក្នុងការវឹកហាត់ប៉ុន្តែទាហានមានការវឹកហាត់តែគ្មានមេបញ្ជាការដែលមានបញ្ជាឯកភាពអភិបាលខេត្តគាត់កំឡុងបញ្ជូនមកពីបណ្ដាកងពលហើយអភិបាលខេត្តគាត់មិនអាចស្គាល់អស់ទេតួនាទីរបស់គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងក្រមរាហារាយគឺប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានអាដាមយើងបានជាអនុប្រធានទី1ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងវត្តមាននៅកន្លែងនេះហើយពេលនោះគេអាចគុំកម្លាំងកងទ័ពនគរបាលនិងកម្លាំងដទៃទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធធ្វើបានហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនិយាយអំបានមិញខ្ញុំនិយាយអំពីការវឹកហាត់មិនមែនរឿងថ្មីរបស់កម្ពុជាទេណាប៉ុន្តែរឿងធំដែលបានកើតឡើងនៅកន្លែងនេះតែយើងសម្រាប់ចិត្តបណ្ដឹងសមាជិករដ្ឋាភិបាលមួយចោតគឺការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ជាប្រសិនបើពេលនោះមានវត្តមានមកនាំគ្នាមកបញ្ជានៅនឹងកន្លែងយើងនឹងដោះស្រាយបានបញ្ហាលឿនជាងនេះលឿនជាងនេះទៅខាងមុខយើងក៏ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមរៀបចំកម្លាំងបន្ថែមទៀតឲ្យមានតាមអង្គភាពដែលមានកម្លាំងជំនាញដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះដូចជាដែលពេលដែលយើងធ្វើនៅទីនេះគឺយើងត្រូវរកអ្នកបច្ចេកទេសដែលកម្លាំងច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកបច្ចេកទេសរបស់យើងមានតិចដូច្នេះយើងត្រូវតែត្រៀមរៀបចំទៅលើករណីដែលវាអាចកើតឡើងជាយថាហេតុមិនមែនគ្រាន់តែបញ្ហាបាក់អគារទេវាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាធ្លាក់យន្តហោះវាតាក់ទងនឹងការលិចនាវាតើត្រូវតងគ្រោះឬវាមិនយើងត្រូវពង្រឹងបន្ថែមនៅសមត្ថភាពនៃកងអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយតែពង្រាយនៅតាមអង្គភាពកងតបកងរាជអាវុធហត្ថនិងកងនគរបាលជាតិនេះដែលជាកម្លាំងដែលយើងត្រៀមរៀបចំនៅទីកមុកហើយនាងឧត្តមសេរីគុណគីមដែលជាទីសរន្តីនឹងជាឥឡូវបានក្លាយទៅជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជំនួសអាដាមនាងបណ្ដាហើយដូច្នេះសង្ឃឹមថានឹងរៀបចំឡើងវិញទាំងអស់នៅការគិតគូរទាំងឡាយដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយមិនមែនគ្រាន់តែរឿងបាក់គីទេគឺនៅមានរឿងច្រើនណាស់ដែលហៅថាគ្រោះមហន្តរាយគឺមានរឿងច្រើនអាចទឹកចំនួនចូលជុះក្លាក់យន្តហោះលិចនាវាឆេះអាគារគឺសុទ្ធតែជាបញ្ហាហើយនោះវឹកវើតាមផ្នែកអ្នកដែលសងគ្រោះតាក់ទងនឹងឆេះអាគារគឺមានការវឹកវើដោយកងកម្លាំងរបស់សម្ដេចធ្លាប់មានប្រសាសន៍ជាសាធារណៈធ្លាប់មានការលើកឡើងថាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមខ្លះគាត់មិនហ៊ានដោយសារតែក្រុមហ៊ុនធ្លាប់ថាច្បាប់មានហើយមើងម៉ាត់ហើយមិនខ្លាចការអន្តរាគមន៍នឹងហើយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាអភិបាលខេត្តគាត់ដឹងកំហុសរបស់គាត់មិនមែនគ្រាន់តែខេត្តប្រសិទ្ធនោះមួយទេខំដើម្បីកំចាត់ធ្វើអន្តរាគមន៍ប្រសិនបើមានរឿងបែបនេះខ្ញុំនឹងបន្តចាត់ការដើម្បីបោះសម្អាតតើតងទៅមួយនឹងអំពើបែបនេះរឿងនេះប៉ុន្តែយើងគ្មានផតតាំងតែប៉ុណ្ណោះ
còn tay phát tăng bất bộ cót mình đại ban phá lao bất bộ cót đi nè tăng học này ai phong xong rung thuê chiên ở vô rộng tay rộng bọc xì lùi nằm trao còn tay rương phát tăng bất bộ cót vào ăn miếng dân đây kiểu bất luôn ban tên để dây thay một tiết thả dân tục ai à nè sang xong rồi thơi cho ai khai rưu thơi cho ai không ta mà đón tay bà tục hoặc tục dân anh em chưa chuẩn nói đại dương ba này gì và chết cho ba chưa vô kia rồi hai nơi cơ khả mộc trời phần rân ca nó vắt cho ba không ca lên lệ nghe này tiệt xong đã cho sông mùi dùng nua tiết ở phẹt con đường chân trên chân nhưng khơi ta bắt đám chân bị qua nhà hàng ấy rương chân ở trong của xe nút ở bàn cao thì chia ca tin ta dùng vô mẹ vì dục đường máu hay bằng cô qua nhà hàng cho ra nó không được xe nút ấy chân chân xong đã cho miên ca cho lại tốt ấy dòng mất trong cô ca lượng lãng cho nó bà nhà hà này việc bán khai tư chứ bà nhà hà này vô bài rồi bỏ cuộc của chàng tê à lô kết mơ chân rư à mà rích rư ông lê rư bà răng màu vi dị dụ bà sân trên miên ổ bà đại hạt việc đôi tật nghĩa năng việc đôi tật nghĩa tê đôi chứ nè xong cổng trao chiết na rư chiết na cư bà nhà hà thông dương trâu bằng mối nẹ vi nữ dục tầng hóa chôn không có thể cảm ơn chi còn tay trâu ăn ở vọt tạm chấp và rồi bỏ cảm ơn chi ta còn năng thế chân thế trong ban sát đáp lưu cho ăn bên hơi đại tha chân mọt đạ anh an này cung tam để dễ ca vi nữ dục có còn tay xong và chạy than nẹ tầng hóa khăn đi hãy lâu bị phụ lô còn phụng trâu ca nẹ vi nữ dục chân chôn tầng vi nữ dục không có thể rồi bỏ kì ai dương miên pháp tầm năng đại dương văn kinh nè vì nhục chân châu không có tên là bao dương có tên là bao dương còn tay nè đang mình trong ở dương miên cài đi chùm ra khắc cái than ni chia ăn tiếc bọn nó là bao chân ni chia ăn ăn đi cung là bao chân ni chia cái lạnh lộ đây ở chân còn tay khi ông tôm thu về chết thà nè để nơi không có tên nụ bàn tổ tu phôi và giới phân nà tầng vì ca vì nhục bất mãn hay nội bề là ca chấp làm sản xong miền ca khôi lơi phần tây nội bề là miền ca sang sang rồi hay tì cầm bờ tiền luôn viên là khai tây chưa pol này tì cầm cho nên là một mùi đỏ thôm đại mình tôi tai đi dẫn pa nhà ha trong sông cao tu chia xa thế nào từ lơ pa nhà ha tẹt tôm nằng do pa nhà ha vì vô cái bọt chân một thứ ca cho bà căn lý do ra thập bà thả chia cho bà bà chân dọc tập ra bà ta nó chia cho ông chân đi vì chú bà thế mà nè rõ xí cho mỗi chân bằng rồi mình giúp thì thọ xâm rạp cả mấy chuyện đi hãy nè đang mọc cổ thân nạ dọc mai xong công phết chôn chết bó là tết xe thế anh thiết đầy chỉ xa bay xo nóm cứ nghiêng cho sọc bà ức nè dương nó tớp nâng tỏ tù bàn nơi tết xe cho chân chiên phi liên nè nóng cô đau băm liên nè nơi tết xe cho chân còn tại tế sẽ cho chân dường ai bằng con ca nom chân nơi nâng cần lành hầm bí phô phó ra bỏ cả cho con ra bỏ như pro tế sẽ cho chân bảo sân chân bán pram liên nẹ mà căn cam bởi chi tế sẽ cho chân mình bán vít ẩm co bí bởi tế chân mà xí đi xí ẩm co không ai đối chân này nụ hơi cứ chiếc cả ạ kỳ vọng ra bỏ như mình trai mơ khơi tay một đông hà lời bà sân chưa trong bà sân nó không miên nẹ vì nữ dục chân chê xua thà ta dương miên sầm năng à kia thông thông khô khô giang được chân thế chồng nói nhé cổng dơ bánh hà tu mùi hỏi khai tư chiếc lương à kì phê cổng tích lương khai tư chiếc à kì phê bỏng phlang nơi tùm nẹ tùm nồng bỏng phlang nơi bà rà giá cạc vì nữ dục đại dương khất khom tẹ tì dương mà nẹ na tờ tu nè nà khó trời chất ca tạm lời cho bác xong bây tè kẻ rõ dư chân có bán bà ca rùi hơi
ឲ្យអនុវត្តតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាតើមានអ្នកណាផ្សេងទៀតក្រៅពីម្នាក់នឹងទួតមិននាំអ្នកស្ងាត់អស់ហើយពេលដែលឯងឲ្យសួរវាចង់សួរណាដល់តែឲ្យសួរបើសួរវាមិនសួរអស់ហើយហ៎អានេះដូចវាតំណាងហ៎បាទអនុវត្តប្រកែកសួរអញ្ចឹងកើតគាត់បើឯនៅខាងណាប្រញូបាទប្រញូបាទបានសុំគោរពសម្ដេចណាមួយគឺមូលហេតុអីបានជាសម្ដេចសម្រាប់យកខណ្ឌដំគួរចម្រើនមកជាអបតាហេតុអស់លោកនាំនេះថាគួរចម្រើនល្អហើយខ្ញុំមើលខមមិនថ្ងៃហ្នឹងអ្នកកំពុងចាំអត់ចង់ឲ្យគួរចម្រើនចេញពីណែកំពុងចាំទេប៉ុន្តែដោយសារគូចម្រើនខ្លាំងនោះហើយបានជាយកមកដាក់នៅកន្លែងមួយដែលត្រូវការមនុស្សខ្លាំងដោយគូចម្រើនឥឡូវនេះពរិយាកិតបានចេញហើយយើងផ្ទេរអភិបាលខេត្តត្រាវីមកធ្វើអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមជំនួសវិញតែរឿងម្នាក់ដើម្បីទៅធ្វើអភិបាលខេត្តព្រះវិហារវិញទេចាំបាច់ដកយន្តមីនទៅធ្វើអីទុកយន្តមីននៅហ្នឹងហើយយើងចង់យកគួរចម្រើនដោយសារគួរចម្រើនទៅគ្រប់គ្រងខេត្តដែលមានចំណុចជ្រើសរើសរបស់យើងអញ្ចឹងបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពឃើញថាសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលអយុធនការចូលរួមជួយសង្គ្រោះដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជួយមានប្រសាសន៍ផងដែរតាមរយៈសន្និសីទសារបាញ់មិញអរគុណទស្សនិកជនដែល